này thằng Vương Phong đang thể hiện với Lăng Phi Vũ, thì khi này thằng Lâm Vân Nhất đang âm thầm lấy cánh tay của mình cào phần cát ở chỗ mình quỷ. Sau khi cào xong được một phần đất đủ lớn thì hắn ta nắm vào bàn tay của mình rồi hất phần đất đó về phía thằng Lý Khánh và Diệp Cô Trần. Sau đó thì dùng hết tất cả sức lực của mình để quay người lại rồi chạy thật nhanh. Diệp Cô Trần bị hất đất vào mặt nhưng biểu cảm trên gương mặt không hề thay đổi, còn thằng Lý Khánh bị hất cát vào mặt thì nhăn nhó, tôn chủ, Lâm Vân Nhất hắn chạy trốn kìa vương phong thấy thằng lâm vân nhất dùng tuyệt kỹ chạy thì mới hoang mang ủa kỳ vậy ta ta nhớ mấy cái tên nhân vật phản diện như thế này ở trong chuyện tranh không phải sẽ trực tiếp phản kháng thì cũng trực tiếp quỳ xuống cầu xin hay sao tại sao cái tên này lại không dùng những bài đó nhỉ ảo thật đấy vương phong thấy lăng phi vũ đứng bên cạnh mình lo lắng thì mới kêu không sao cứ yên tâm đi có diệp trưởng lão ở đây hắn ta muốn trốn thoát thì cũng không thể nào mà trốn thoát được đâu khi này diệp cô trần rút thanh gươm sáng trói của mình ra sau khi thanh kiếm được rút hết ra ngoài thì xung quanh xuất hiện những luồng gió cực kỳ mạnh mạnh đến mức có thể đẩy những cơ thể người bay lơ lửng chỉ cần trong phạm vi của cơn gió thì tất cả mọi người ngay cả diệp cô trần cũng trở nên lơ lửng trên không khi này thằng lý khánh thấy bị lơ lửng trên không thì ôm chân của vương phong còn con nhỏ lăng phi vũ thì ôm tay vương phong thấy những cảnh tượng trước mắt thì nghĩ sao cứ mỗi lần diệp cô trần ra tay là đều muốn tạo ra đại trận lớn như vậy chứ cũng may mà mình có tu vi nhập tướng cảnh giới có thể giữ thăng bằng trên không Chứ nếu không thì cả ta và cái đám đệ tử này chắc đều thảm như nhau rồi. Đến lúc đó thì một tôn chủ như ta còn biết giấu mặt vào cái hố nào nữa chứ. Khi này Diệp Cô Trần đạp vào cái đám xác đệ của thằng Lâm Vân Nhất mà nhảy lên cao. Sau khi đã bay song song với người của thằng Lâm Vân Nhất thì lúc này, xung quanh người của Diệp Cô Trần xuất hiện những làn khói trắng. Sau một lúc thì Diệp Cô Trần sử dụng tuyệt kỹ thiên ngoại phi tiên vào đầu của thằng Lâm Vân Nhất. Lâm Vân Nhất bị đánh trúng thì máu mắt máu mũi bắn ra tung tóe. Lúc này Diệp Cô Trần cho kiếm vào vỏ lại thì cái đám xác người rơi từ trên trời xuống đất, còn thằng Lâm Vân Nhất thì máu bắn ra liên tục. Lúc này trên người của thằng Lâm Vân Nhất bay ra một miếng ngọc bích màu xanh xanh. Lăng Phi Vũ thấy thế thì lao nhanh tới để đỡ miếng ngọc bội đó. Khi này người của thằng Lâm Vân Nhất teo tóp như một bộ xương khô còn cơ thể thì run rẫy không ngừng. Diệp Cô Trần khi này quay mặt về phía của Vương Phong mà nói, theo ý muốn của tôn chủ, Lâm Công Tử đã không chạy trốn nữa rồi. Lăng Phi Vũ thấy một màn trước mắt mình thì kinh ngạc, ngay từ đầu mình đã biết là võ thuật của cái người này không hề tầm thường rồi, nhưng mà thật không ngờ tới lại có thể kinh khủng đến như vậy. Đặc biệt là cái chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên vừa rồi, cho dù có là trưởng Lân Hầu trực tiếp đỡ đòn, thì sợ rằng cũng không có cách nào có thể toàn mạng mà trốn thoát được. Thần Tiên tông môn có những nhân vật như thế này là trưởng lão, thì sớm muộn gì danh tiếng cũng sẽ vang khắp thiên hạ. Nhưng mà tại sao mình hoàn toàn chưa nghe nói qua về cái tông môn này nhỉ? không lẽ là mình hiểu biết nông cạn đến như vậy hay sao đang nghĩ thì thằng vương phong mới quay qua nói với lăng phi vũ ta biết là việc ngươi vừa nói muốn gia nhập thần tiên tông môn của ta khi nãy tất cả chỉ là vì muốn tự bảo vệ bản thân mình nên nhất thời đã nói như thế mà thôi có phải không nghe câu hỏi đó thì lăng phi vũ chỉ có thể im lặng mà thầm thừa nhận thấy lăng phi vũ im lặng hồi lâu thì vương phong mới bắt đầu dùng kỹ năng đa cấp của mình nhưng mà bản tôn thật sự mong muốn ngươi có thể trở thành đệ tử của tông môn ta Tuy nhiên tông môn của ta chính là đại môn ẩn giới, ngươi cứ phải nên suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đưa ra quyết định có gia nhập tông môn hay không. Con nhỏ Lăng Phi Vũ nghe những lời xạo chó của thằng Vương Phong thì tươi cười, có thiệt hòng dạ. Thấy ánh mắt của Lăng Phi Vũ thì Vương Phong biết rồi rồi dính câu rồi đó, ta không hổ danh là tác giả truyện tranh nổi tiếng, cái cách nắm bắt nhịp điệu của cốt truyện này quá là hoàn hảo luôn. Đang tự sướng thì Lăng Phi Vũ đưa cái miếng ngọc bội ra rồi mới kính cẩn nói, đây là mặt dây chuyền ngọc bích bảo vật của Lăng gia truyền lại hôm nay được tôn chủ ra tay cứu mạng và phục thù cho lăng gia ta ta nguyện lấy món bảo vật này ra để làm học phí gia nhập tông môn vương phong nghe thế thì sướng cả người rồi đưa tay về phía trước không biết hệ thống có nhận ngọc bích làm phí gia nhập không nữa nhưng mà thử một tí cũng không thiệt gì đúng vậy không thiệt gì vừa nói vương phong vừa nhìn lăng phi vũ thấy lăng phi vũ thẹn thùng mà đưa ngọc bội trên tay cho mình thì vương phong mới hoang mang ủa cái gì thế tại sao mặt của cô ta lại tự nhiên đỏ như vậy chứ Lúc này Lăng Phi Vũ nhớ về ngày xưa, Tiểu Vũ à, trước đây con luôn gào thét muốn có được miếng ngọc bích này. Chớp mắt, bây giờ con đã đủ tuổi để cầm nó rồi, hôm nay cha chính thức sẽ trao nó cho con, con mau nhận lấy đi, nói không chừng nó có thể trở thành vật định tình của con luôn đó. Đây là ngọc bích truyền lại của Lăng gia chúng ta, Tiểu Vũ nhất định sẽ không tặng nó cho ai đâu thưa cha. Khi này thằng Vương Phong cầm được miếng ngọc bích trong tay thì mới kinh ngạc mà ngắm nghía. Sau một lúc thì âm thanh hệ thống báo, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành một trên 10 nhiệm vụ nhận đệ tử, giải thưởng nhận được, một cơ hội triệu hồi, một cơ hội rút thưởng. Vương Phong nghe thế thì cười vui sướng. Sau một lúc thì Vương Phong mới đặt tay lên vai Lăng Phi Vũ mà hiền từ kêu, kể từ bây giờ ngươi đã là đệ tử của thần tiên Tông Môn. Thù của ngươi cũng chính là thù của Tông Môn ta. Vương Phong chỉ tay qua cái thằng Lâm Vân Nhất đang thoi thóp nằm dưới đất, cái tên đang nằm ở đằng kia tùy ngươi xử lý. Lăng Phi Vũ nghe thấy thế thì hai mắt phát sáng, nhặt một cành cây cây ở trên mặt đất, rồi bước từ từ đến chỗ Lâm Vân Nhất. Khi này xung quanh người của Lăng Phi Vũ phát ra những làn khói chết chóc, cái tên chết tiệt, dám diệt tộc của ta. Thằng Lâm Vân Nhất thấy thế thì cơ thể run rẩy. Lăng Phi Vũ nắm chắc cành cây, thù này không thể không trả. Nếu mà thù này không trả thì ta thật có lỗi khi là đại tiểu thư của Lăng gia. Vừa mới nói dứt câu thì Lăng Phi Vũ đã lao tới đâm cành cây vào người thằng Lâm Vân Nhất. Hắn ta bị đâm thì ói máu. Lăng Phi Vũ dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn Lâm Vân Nhất, Lâm Vân Nhất cái tên chết tiệt nhà ngươi, dám cướp đi ngọc bích gia truyền của nhà ta, còn dám lấy nó ra để mà trêu đùa ta, lúc đó ngươi có nghĩ đến ngày này không hả? Lăng Phi Vũ rút cành cây ra rồi nói tiếp, ngươi cao cao tại thượng, nghĩ rằng thân phận của mình là tiểu hầu gia phủ trưởng Lân Hầu, có thể một tay che trời, ngươi đã từng nghĩ có ngày hôm nay chưa? Lăng Phi Vũ đâm liên tục vào người thằng Lâm Vân Nhất, cái tên chó chết ngươi sát hại toàn bộ người của Lăng gia ta, đã từng nghĩ có ngày hôm nay chưa hả? Lý Khánh nhìn thấy những cảnh tượng trước mắt thì cũng hơi lo sợ, tôn chủ, tiểu sư muội cô ấy. Không sao đâu, cứ để cô ấy giải tỏa hết những phiền muộn trong người đi. Sau một lúc Lâm Vân Nhất bị Lăng Phi Vũ đâm thì giờ đã nằm im bất động. Lúc này âm thanh hệ thống thông báo, bạn có một thông báo mới. Chúc mừng đệ tử Lăng Phi Vũ đã lấy được mạng của cường giả huyền tướng cảnh giới, nhận được 300 điểm tông môn. Sau khi Lăng Phi Vũ xóa xong cái cơn tức giận thì mới bước đến chỗ Vương Phong rồi quỳ gối cúi đầu kính cẩn nói, đa tạ tôn chủ và diệp trưởng lão đã giúp Phi Vũ báo thủ. Kể từ ngày hôm nay trở đi, Phi Vũ đã là người của thần tiên Tông Môn, chết cũng phải là ma của thần tiên Tông Môn. Nghe thế thì Vương Phong mỉm cười kêu, bản tôn, hứa là sẽ cho ngươi một nền tảng luyện tập tốt, để có thể trở thành một cường giả chân chính, nhưng mà có thể thành tài được hay không tất cả phải dựa vào bản thân của ngươi rồi. Vừa mới nói dứt câu thì Vương Phong bước tới đỡ cánh tay đầy máu của Lăng Phi Vũ lên, nhưng mà ngươi hãy nhớ lấy, tông môn của ta không sợ bất cứ kẻ nào cả, chỉ cần có thủ, cho dù có là kẻ mạnh như thế nào cũng có thể giết chết được hiểu không hả? Lăng Phi Vũ nghe những lời nói của Vương Phong thì không cầm được nước mắt của mình. Lúc này Lăng Phi Vũ bóp chặt tay của Vương Phong mà khóc lớn, Phi Vũ nhất định không phụ ơn tôn chủ dạy dỗ đâu. Thấy biểu cảm của Lăng Phi Vũ thì thằng Vương Phong lại tiếp tục ảo tưởng sức mạnh. Mình quả nhiên là tác giả truyện tranh nổi tiếng mà, hề 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 điều khiển trái tim của mọi người thực sự quá đơn giản. Nhưng mà giờ phải làm sao đây ta, ta lỡ miệng chém gió quá trời quá đất rồi, đến lúc đấy lấy gì mà dạy cho họ kia chứ. Đã thế Lăng Phi Vũ không giống với cái loại chày gỗ ly khánh, chỉ cần dụ là một năm có thể đến được cảnh giới nhập tướng thì liền bị lừa rồi. Đang nghĩ thì Diệp Cô Trần đi tới rồi lấy thanh kiếm của mình gõ gõ vào thanh kiếm của Lăng Phi Vũ, ngươi có thể luyện kiếm đạo chứ. Lăng Phi Vũ đang khóc nghe được hỏi thì cũng chùi chùi nước mắt rồi chấp tay, là, Diệp trưởng lão sao? Khi này Diệp cô Trần mới kêu, có đồng ý bái ta làm sư phụ không? Nghe thấy thế thì cả đám người ai cũng kinh ngạc. Vương Phong nghe thế thì cũng kêu với lên, Diệp trưởng lão đã chủ động nhận đệ tử, còn khó hơn cả việc đá nở hoa nữa đó, con bé nhà đầu ngốc nhà ngươi còn đứng ngây ra đó làm cái gì hả? Sau một lúc ngây người thì, Lăng Phi Vũ mới cúi đầu xuống đất mà nói lớn, bái kiến sư tôn ta thấy kiếm pháp của nhà ngươi khá là tốt, nhưng mà trước khi ta truyền lại kiếm pháp cho ngươi, thì cần xử lý nội thương trong lúc bị truy đuổi trước đó đã. Khi này Diệp Cô Trần quay người về sau rồi mới kêu, mau đứng lên đi, rồi đi theo ta, ta sẽ trị thương cho. Nghe có thể trị thương thì Lăng Phi Vũ từ từ đứng dậy mà kinh ngạc. Sau đó quay lại nhìn Vương Phong mà tươi cười, tôn chủ. Thôi được rồi, ngươi mau đi đi. Vương Phong nhìn theo bóng lưng của Diệp Cô Trần và Lăng Phi Vũ mà thầm nghĩ, ta bây giờ đã có hộ pháp, đã thế còn có đệ tử thông minh thiên bẩm như Lăng Phi Vũ. Không chỉ vậy Diệp Cô Trần còn muốn dạy dỗ Lăng Phi Vũ nữa. Thế mà ta cứ nghĩ bàn tay này không thể hoàn thành được nhiệm vụ kia chứ, kết quả là tông môn của ta đã bắt đầu thành hình chỉ trong một buổi chiều. Vương Phong có suy nghĩ riêng thì Lý Khánh cũng thế nhìn theo bóng lưng của hai người họ, Lý Khánh lại cảm thấy buồn, tiểu sư muội vào tông môn muộn hơn ta, mà bây giờ đã có thể bái sư với cường giả Diệp trưởng lão rồi. Ta thân là đại sư huynh lại không bằng tiểu sư muội sao? Sau một lúc suy nghĩ thì Lý Khánh bước tới chỗ Vương Phong mà kêu: "Tôn chủ à, không biết tiếp theo người sắp xếp cho con như thế nào vậy ạ?" À? Vương Phong lấy tay đập đập vào cái bụng của Lý Khánh: "Thân thể của ngươi như thế này sao mà được, nên giảm cân một chút đi. Đi đi, mau đi dọn dẹp xung quanh nhà, nhớ là dọn sạch sẽ một chút, đằng nào đây cũng là trụ sở của Thần Tiên Tông môn ta mà." Nghe những lời đó thì Lý Khánh như hóa đá: "Phải rồi ha." Sau đó thì cũng đành phải nhặt cỏ trong nước mắt. Huhu lúc đầu chào Mời thì nói lời ba hoa trích trẻ. coi ta như bảo bối mà cương nựng, kết quả sau khi tiểu sư muội đến, ta liền biến thành cỏ dại ven đường vậy sao. Khi này Vương Phong chạy vào trong rừng rồi mới hớn hở kêu, "Hệ thống, mau mở bản thuộc tính của Thần Tiên tông môn cho ta." "Đang mở hệ thống." Lần trước thu nhận lý khánh đã trúng được Diệp cô Trần rồi, lần này mình còn thu nhận được Lăng Phi Vũ không biết sẽ mở chúng đại lão nào nữa đây ta, mong đợi ghê. "Thông tin tông môn, tông môn, Thần Tiên tông môn." cấp độ 1, tông chủ vương phong cảnh giới nhập tướng trưởng lão 5 người diệp cô trần vương hầu cảnh đỉnh phong đệ tử 10 người lý khánh người phàm lăng phi vũ thông linh cảnh đỉnh phong trụ sở tông môn tiểu thế giới điểm 300. vương phong nhìn cái bảng thông tin mà tá hỏa cái gì trưởng lão chỉ có 5 người thôi sao vậy bây giờ mình mà rút thì chỉ còn có ba người nữa thôi sao thôi bỏ đi bây giờ tốt nhất không nên rút nữa ủa mà cái hệ thống điểm tông môn này để làm cái gì vậy Hệ thống giải thích, điểm tông môn có thể giúp ký chủ có cơ hội trúng thưởng hoặc tăng cấp hệ thống. Nâng cấp hệ thống giúp ký chủ triệu hồi được những cường giả và bảo pháp mạnh hơn, có thể nạp nhiều đệ tử hơn nữa. Vương Phong nghe thế thì hai mắt sáng rực, qua, thế có những cách nào để nhận được điểm tông môn vậy? Những cách để nhận điểm tông môn. một Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra, độ khó càng lớn thì điểm càng nhiều. 2. Tiêu diệt kẻ địch, tiêu diệt càng nhiều kẻ địch thì được càng nhiều điểm. 3. Tuyển dụng những thiên tài hàng đầu vào tông môn, Năng lực của thiên tài càng cao thì điểm của tông môn sẽ càng nhiều. Vương Phong kinh ngạc, không phải đấy chứ, hệ thống, Lăng Phi Vũ mới có 18, 19 tuổi đã luyện đến thông linh cảnh đỉnh phong rồi, nhìn kiểu gì cũng là thiên tài hàng đầu. Vậy tại sao cô ta vào rồi mà điểm không được tăng lên vậy chứ? Lăng Phi Vũ mặc dù có tố chất, nhưng mà không có thể chất đặc biệt, cũng không có thông hiểu ý cảnh, vì vậy chưa được xếp hạng vào các thiên tài hàng đầu. Vương Phong tái mặt, trời đất, Lăng Phi Vũ như vậy mà chưa được tính là thiên tài hàng đầu sao? Vậy thiên tài hàng đầu có năng lực cao đến mức như thế nào chứ? Hệ thống vậy ngươi coi xem, tôn chủ ta đây có được tính là thiên tài hàng đầu hay không? Bản thân của ký chủ thì có tư chất bình thường, nhưng vì là chủ nhân của hệ thống nên trở thành thiên tài hàng đầu. Mẹ, vậy cái này là đang khen hay là đang chê ta đây hả? Vương Phong ngáp dài, vậy tư chất của cái tên ngốc Lý Khánh đó thì sao? Muốn biết được tư chất của Lý Khánh cần trả 100 điểm phí, ký chủ có muốn mở hay không? Mẹ kiếp cái hệ thống củ lò này, Ác gì mà ác dữ vậy trời. Xem thông tin của một người thường thôi mà cũng cần 100 điểm. Thôi được rồi mở. Đệ tử Lý Khánh, xếp hạng tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Vương Phong thấy hiển thị thì kinh ngạc quay qua nhìn cái thằng ngốc Lý Khánh mà cảm thán, vãi cả lúa, cái thằng ngốc này. Cũng có thể có trong bảng xếp hạng thiên tài hay sao, thì Vương Phong mới quay qua nhìn cái thằng ngốc Lý Khánh đang nhổ cỏ trong khó khăn, qua hòa. Mẹ ơi ảo thật đấy, cái tên ngốc này thế mà cũng có thể có mặt trong cái bảng xếp hạng thiên tài đó hay sao chứ? Hệ thống không sai, đệ tử Lý Khánh sở hữu thân thể Huyền Linh Quy Tiên, chỉ là chưa thể kích hoạt nó mà thôi. Vương Phong kinh ngạc, đợi một chút, thân thể Huyền Linh Quy Tiên là cái gì vậy chứ? Giải thích, thân thể Huyền Linh Quy là một thể chất đặc biệt hàng đầu thế giới. Nó bao gồm hai loại năng lực đặc biệt đó chính là phòng ngự tuyệt đối và tuổi thọ tuyệt đối. Thân thể Huyền Linh Quy Tiên gần như là bất tử, miễn là không phải tổn thương đến tính mạng. Trời đất không già hắn cũng không già, vạn vật lụi tàn hắn vẫn tồn tại tuổi thọ thì vô tận, phòng thủ thì cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù trời đất có vỡ vụn, thì hắn cũng vẫn có thể sống ung dung tự tại. Sau khi nghe xong những lời mà hệ thống nói thì Vương Phong nhìn thằng mập Lý Khánh với cặp mắt ngưỡng mộ còn miệng thì há lớn vì kinh ngạc. À. Cái tên mập đáng chết Lý Khánh này không ngờ lại có thể chất đáng sợ như vậy. Vậy không phải là cái thằng mập Lý Khánh này chỉ cần tu luyện cái thân thể huyền linh quy tiên thôi là có thể bất con mẹ nó tử luôn rồi hay sao? Nếu đã như vậy thì mình bất luận phải làm như thế nào cũng phải huấn luyện thằng Lý Khánh này cho bằng được cái thân thể đó. Hệ thống, phương pháp để có thể kích hoạt được cái thân thể đó của thằng Lý Khánh là gì thế? Vừa mới nói dứt câu thì Vương Phong đã được hệ thống cho xem cái thằng Lý Khánh đang làm cái gì đó. Sau một lúc thì thằng Lý Khánh cầm cái đó lên rồi mới làm mặt dễ thương mà kêu, "Gương cỏ ơi là gương cỏ à, ngươi có biết ai là người mạnh nhất ở cái Tiên Lan đại lục này không thế hả?" Lúc này cũng chính thằng Lý Khánh vào vai nói đương nhiên người đàn ông mạnh mẽ nhất cái tiên lan đại lục này không ai khác ngoài lý khánh ngươi rồi thằng lý khánh cười sung sướng gương cỏ ơi là gương cỏ ta không thể ngờ ngươi lại có hiểu sâu và biết nhiều như vậy luôn đó á ha 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 ký chủ người không nghĩ là cái tên lý khánh này rất đáng bị ăn đấm hay sao vương phong thấy một màn trước mắt thì cũng bực tức bàn tay nắm chặt lại mà run rẩy bản tôn đây cũng nghĩ như vậy nhưng mà việc cái tên lý khánh đó đáng bị đánh với cái thân thể quy tiên đó thì có liên quan gì với nhau chứ bởi vì phương pháp để có thể kích hoạt được cái thân thể đó chính là bị đánh vương phong thấy cái chữ bị đánh đó hiện lên thì hoang mang ủa cái gì vậy trời có cách kích hoạt này luôn sao thấy vương phong vẫn hoang mang thì hệ thống lại tiếp tục giải thích thân thể huyền linh quy tiên chỉ cần bị đánh từ bên ngoài không ngừng chỉ khi đó các mạch máu trong cơ thể của lý khánh mới có thể được kích thích và hoàn toàn thức tỉnh vương phong nghe xong thì cười vui sướng nếu để mình đi tìm tuyệt thế chỉ bài nào để kích hoạt cái thân thể đó của cái tên lý khánh thì tạm thời có thể không tìm ra được nhưng mà đánh hắn vậy thì quá đơn giản rồi khi này vương phong nghĩ về việc treo thằng lý khánh lên cho lăng phi vũ tập cơ tay dù sao thì chỉ cần không để cái tên ngốc đó bị đánh chết à mà cái thân thể quy tiên đó mạnh đến như vậy chắc không có việc gì đâu ha 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 thằng lý khánh đang mơ mộng thì từ đâu xuất hiện một cơn gió cực mạnh ủa sao mình lại có một cái cảm giác ớn lạnh khó tả như vậy chứ một lúc sau thì gió mạnh cũng đã hết lúc này lý khánh nhìn qua cái gương cỏ rồi mới kêu gương cỏ ơi là gương cỏ ngươi có biết trên trời đang xuất hiện cái gì không hả thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt mình thì lý khánh mới vừa khóc vừa chạy lại chỗ thằng vương phong mà hoảng sợ hỏi tôn chủ trên trời đột nhiên xuất hiện chuyện gì đó lạ lắm tôn chủ mau nhìn xem vương phong nghe thế thì làm mặt ngầu mà trả lời không có chuyện gì phải lo lắng cả đâu tất cả đều trong sự tính toán của ta hết rồi ngoài miệng thì nói thế thôi chứ trong lòng đã sợ đái ra quần rồi lúc này vương phong mới bắt đầu hỏi hệ thống hệ thống cái hiện tượng xuất hiện ở trên trời kia là có chuyện gì vậy? Đệ tử Lăng Phi Vũ của ký chủ sắp đột phá cấp huyền tướng cảnh giới, đó chỉ là dấu hiệu bình thường trong khi thăng cấp mà thôi. Nghe thế thì Vương Phong há hốc mồm kinh ngạc, à? thực sự không thể nào ngờ được, Diệp cô Trần có thể giúp Lăng Phi Vũ trị thương, đã thế còn có thể khiến cho cô ấy đột phá cảnh giới nữa kia chứ. Sau khi nghe lời giải thích của hệ thống xong thì Vương Phong mới làm cái bộ mặt hiểu biết mà chỉ tay lên trời kêu, không có chuyện gì đâu chỉ tại phi vũ sư muội của ngươi sắp đột phá huyền tướng cảnh giới, nên đây chỉ là dấu hiệu trong khi thăng cấp mà thôi. Nghe xong những lời mà Vương Phong nói thì Lý Khánh mới thầm nghĩ, sư muội mới vào tông môn chưa được bao lâu, đã có thể bái đỉnh phong cường giả Diệp trưởng lão làm sư phụ, đã thế bây giờ lại còn đột phá tu vi nữa chứ. Lý Khánh nằm lăn xuống đất rồi bứt những cọng cỏ xung quanh rồi nhét vào miệng mà khóc thầm, hu 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 người vào tông môn trước là mình vậy mà bây giờ mình vẫn là người phàm. Hu hu cứ như thế này thì thân phận sư huynh của mình sợ là không thể giữ được mất thôi. Thấy thằng Lý Khánh như thế thì Vương Phong mới lấy tay chọt vào má thằng Lý Khánh, rồi bẹo má nó kéo lên mà hiền tử nói, ngươi không cần phải chán nản như thế đâu. Kể từ ngày mai bản tôn sẽ là người dạy ngươi tu luyện, chỉ cần một thời gian nữa thôi là ngươi có thể vượt mặt cả sư muội phi vũ của ngươi rồi. Nhưng mà việc tu luyện rất là khó khăn, nếu như ngươi có thể chịu đựng được thì. Chưa nói hết câu thì thằng Lý Khánh đã vỗ ngực mà gáy, đa tạ tôn chủ, tôn chủ cứ việc yên tâm, Lý Khánh chắc chắn có thể chịu đựng được. Nghe thế thì Vương Phong búng vào má thằng Lý Khánh một cái, bản tôn cũng tin tưởng là cái thân thể của ngươi có thể chịu đựng được mà. Lý Khánh nghe thế thì giơ hai tay lên trời mà hào hứng nhưng đâu biết con đường phía trước mình sẽ bị ăn đập nhiều đến mức như thế nào. Khi này thằng Vương Phong mới nhìn lên trời mà nói tiếp, ta còn vô cùng mong đợi đến lúc ngươi có thể đột phá huyền tướng cảnh giới, liệu là đến lúc đó hiện tượng này có lớn hơn hay không. Lúc này tại đỉnh của một ngọn núi cao nào đó, xuất hiện một tia sáng đỏ bắn thẳng lên trời sau một lúc thì xuất hiện một người đàn ông mặc một bộ giáp màu đỏ. Sau khi xuất hiện thì hắn ta cười một nụ cười gian ác, ca, ca 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 thật không ngờ được ta đã ngủ mấy trăm năm, tới lúc tỉnh dậy thì lại có thể thấy được một huyền tướng cảnh giới, thật sự đáng mong chờ mà. Mặc dù chỉ là huyền tướng cảnh giới nhỏ nhoi thôi, nhưng lại có thể trở thành món ăn chính của ta hôm nay, cũng là vinh hạnh của ngươi rồi đấy nhé. Vừa nói dứt câu thì hắn ta đạp thật mạnh vào đỉnh của ngọn núi đó rồi nhảy thẳng về phía lăng phi vũ đang thăng cấp. Sau khi hắn ta nhảy đi thì núi đá từ từ nứt dần ra, một lúc sau thì nổ tung thành những mảnh đá nhỏ. Lúc này trên cái nhà rách của vương phong xét vẫn đang đánh vào, sau một thời gian thì cái luồng xét ấy dần dần tan đi. Sau khi sấm xét biến mất thì lăng phi vũ mới từ từ bước ra ngoài vừa đi vừa kinh ngạc. Âm thanh hệ thống, chúc mừng đệ tử lăng phi vũ của tôn chủ đột phá huyền tướng cảnh giới thành công. Phần thưởng nhận được là một ngàn điểm tông môn. Vương Phong nghe thông báo có điểm thì vui mừng nghĩ, tiểu cô nương này đúng là một thiên tài mà. Mới đó khoảng cách sức mạnh giữa ta và cô nương này chỉ còn có một cảnh giới. May là ta có hệ thống, chứ nếu không thì có khi bị cô ấy đuổi kịp mất tiêu rồi. Lúc đó không biết mặt mũi tôn chủ mình đây không biết chui vào đâu cho đỡ quê nữa. Đang nghĩ thì Lăng Phi Vũ bước tới trước mặt Vương Phong rồi chấp hai tay lại rồi kính cẩn nói, đa tạ tôn chủ đã cho Lăng Phi Vũ cơ hội. Lý Khánh nghe thế thì cay đắng cắn và cào vào tay áo của thằng Vương Phong mà nghĩ, chỉ là huyền tướng cảnh giới nhỏ nhoi thôi có tính là cái gì chứ đợi ta trong vòng một năm nữa đi ta, ta chắc chắn sẽ bước vào được cảnh giới nhập tướng, lúc đó chắc chắn mọi người sẽ gọi ta là thiên tài. Vương Phong đưa tay về phía Diệp Cô Trần mà cười bảo, thôi được rồi, sau này con cố gắng rèn luyện với Diệp trưởng lão nhé. Sau này tôn chủ ta hy vọng ngươi có thể giúp đem danh tiếng của tông môn ta vang danh khắp mọi nơi. Vâng, thưa tôn chủ, con sẽ cố hết sức để không làm mất mặt tôn chủ. Diệp cô Trần đang đứng thì phát hiện ra cái gì đó thì quay mặt qua mà nhìn. Lúc này cái tên áo đỏ xuất hiện phía sau lưng của Vương Phong kêu, "Hùng, ta còn nghĩ chỉ có một phần điểm tâm huyền tướng cảnh giới thôi. Thật không ngờ lại còn có thêm mấy con gà, nhưng mà miễn cưỡng nuốt thì cũng không thành vấn đề." Vương Phong nghe có tiếng sau lưng mình thì mới hoang mang hỏi hệ thống, "Hệ thống, kiểm tra thông tin người này." Hệ thống trả lời, "Ký chủ muốn kiểm tra tu vi thì cần 10 điểm tông môn, kiểm tra toàn bộ lai lịch thì cần 100 điểm." Nếu thế thì ta chọn bỏ 100 điểm tông môn để kiểm tra lai lịch. Vương Phong tái mặt, tục ngữ đã có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, người này khiến mình có áp lực lớn đến như vậy, thậm chí cảm thấy Diệp Cô Trần cũng không chắc là có thể thắng nổi hắn ta. Vậy nên, tốt nhất là biết toàn bộ thông tin của hắn ta sẽ tốt hơn. Người này năm trước đã tàn phá đế quốc diệu nhất, hiệu là đại ma huyền sát. Tu vi cơ thể đạt đến huyền hoàng đỉnh phong, hắn đã bị đại đế của đế quốc diệu nhất đánh bại rồi phong ấn. Hiện tại mới phá phong ấn, tu vi chỉ còn vương hầu đỉnh phong. Vương Phong nhìn thấy những thông tin trước mắt thì cũng nhẹ người, thật may mắn là con quỷ này không ở cảnh giới đỉnh cao. Không thì chắc chỉ dựa vào Diệp Cô Trần thì e rằng không thể nào có thể giữ chân được hắn ta. Đang hoang mang lo lắng thì thằng Mập Lý Khánh đã đứng ra chỉ tay thẳng mặt đại ma huyền sát mà kêu lớn. Ngươi là kẻ nào vậy hả? Dám đến thần tiên tông môn chúng ta mà quấy rối, biết khôn thì mau cút chỗ khác mà chơi. Nếu không, thì Diệp trưởng lão của ta nhất định sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn đó có biết chưa hả? Hừng, thần tiên tông môn sao cái tông môn cỏ rác này từ đâu mọc ra thế ta chưa từng nghe qua bao giờ vừa nói dứt câu thì đại ma huyền sát chỉ tay về phía thằng lý khánh mà quát còn ngươi cái thằng béo ụ kia ngươi thấy không muốn sống nữa rồi nên mới bố la bố lếu với ta có phải không hả thằng vương phong thấy tình cảnh trước mắt thì tái mặt thật không ngờ được cái thằng lý khánh này lại dũng cảm như vậy đó chỉ dựa vào cái cơ thể phàm nhân của ngươi mà cũng dám lăng mạ vương hầu đỉnh phong còn diệp cô trần chỉ nhìn thằng lý khánh rồi hừ một tiếng Lúc này Lý Khánh đang đứng oai phong lẫm liệt, thì Lăng Phi Vũ hoàng sợ bước tới mà khuyên, "Sư huynh à, khí chất của cái người này không phải thấp như huynh nghĩ đâu. Tu vi của hắn ít nhất cũng là vương hầu cảnh đỉnh phong đấy." Đại Ma Huyền Sát nghe con nhỏ đoán đúng thì giơ tay rồi tạo một hình tròn khoanh vùng con mồi của mình rồi mới cười lớn, "Tiểu cô nương à, cô cũng có mắt nhìn đấy chứ. Đúng vậy các người biết lão tử đáng sợ như thế nào mà đúng không?" sau khi nghe đại ma huyền sát nói xong thì thằng lý khánh giơ hai tay chỉ vào thằng vương phong mà tự hào kêu vương hầu cảnh giới thì có làm sao chứ vẫn còn tôn chủ của chúng ta ở đây mà vừa nói xong thì thằng lý khánh giơ một ngón tay tôn chủ đã nói nhập tướng cảnh chỉ mất một năm sau đó thì giơ ba ngón tay huyền hoàng thì chỉ mất có ba năm lúc này thằng lý khánh giơ ngón giữa lên mà quát giết chết cái tên này chỉ cần một ngón tay là đủ rồi nghe thằng lý khánh nói thì đại ma huyền sát nhìn thằng vương phong mà tức giận Mặc dù đúng là mình cảm thấy hắn ta có chút tu vi, nhưng mà cũng không thể quá khoa trương như vậy được. Lúc này thằng Lý Khánh làm cái động tác bẻ người ra đằng sau mà kêu, cái con gà đỏ kia, dám đến thần tiên tông môn của chúng ta mà gây rối đúng là không biết sống chết mà, còn không mau quỳ xuống mà xin sự tha mạng từ ta đi chứ. Đại ma huyền sát thấy thằng mập này bố láo ăn cắp thì tức giận, mà cái thằng mập này vẫn là người phàm mà hơi bị láo rồi đó nha. Ngươi mau câm cái mồm hồn lại, ta thấy ngươi đang muốn tìm chết mà. Thằng Vương Phong nhìn thằng Lý Khánh đang vừa làm trò vừa cười thì mới tái mặt vì tức, mà nó. Bây giờ ta đã hiểu tại sao cái tên mập này lại có cái thân thể huyền linh quy tiên rồi, bởi vì nó quá là ngứa đòn đi mà. Thằng Lý Khánh bẻ người được một lúc thì bị chuột rút, hai mắt trợn tròn mà run rẫy, á à, há, cái lưng của ta. Đại ma huyền sát thấy cái thằng mập địt này như cái thằng ngáo đá thì mới chỉ tay vào đám người Vương Phong mà quát lớn, không có ai biết cách quản cái thằng mập ngốc này hay sao giết hắn ta chỉ làm bẩn tay của ta mà thôi, một người trong đám các ngươi mau ra đây chiến đấu với ta đi. Vương Phong nghĩ ra cách gì đó thì mới vui vẻ chỉ tay về phía hắn mà nói, ngươi giữ chân hắn ta trước, ta đảm bảo hắn ta sẽ không dám quay lại nữa đâu. Diệp Cô Trần nghe được lệnh thì gật gật đầu. Khi này Diệp Cô Trần bước về phía trước để chuẩn bị solo 11 thì Vương Phong mới kêu mở hệ thống, hệ thống đang tải. Sau khi hệ thống mở thành công thì Vương Phong mới liếc mắt về trận đấu mà cười bảo, sử dụng cơ hội triệu hồi. Lúc này đại ma huyền sát giơ tay lên trời rồi tụ một quả cầu sức mạnh màu đỏ vào trong lòng bàn tay mà cười nói. Ngươi chính là diệp trưởng lão gì gì đó mà cái thằng mập địt chết tiệt kia đã nói đến có phải không? Không thèm để diệp cô trần trả lời hắn ta lập tức biến cái quả cầu sức mạnh trước đó thành một cái bàn tay siêu to khủng lồ rồi mới tiếp tục nói. Ta cũng muốn xem xem. Hắn giơ cánh tay về phía diệp cô trần rồi cánh tay siêu to khủng lồ đó tự nhiên dài ra một cách nhanh chóng. Ngươi làm thế nào có thể khiến cho ta chết mà không có chỗ trôn đây? Diệp Cô Trần thấy đòn tấn công đang lao về phía mình thì mới chầm chậm rút kiếm ra ngoài. Sau đó thì chém một cú, khi cái thứ sức mạnh màu đỏ đó tiếp xúc với thanh kiếm của Diệp Cô Trần thì liền tan biến. Nhưng sau một lúc thì nó lại hợp thể lại với nhau, rồi bắt chặt người của Diệp Cô Trần. Diệp Cô Trần bị bắt thì đại ma huyền sát mới bắt đầu khịa thằng mập, "Trời ơi, còn nghĩ ngươi nói Diệp trưởng lão của ngươi kinh khủng như thế nào, hóa ra muốn bắt hắn ta lại quá dễ dàng." Thằng Lý Khanh thấy thế thì há hốc mồm sợ hãi. Lăng Phi Vũ thấy sư phụ của mình bị thất thế thì mới kéo tay áo của Vương Phong mà cầu cứu, tôn chủ à, người mau ra tay cứu sư phụ của con với. Vương Phong nhắm mắt lại mà bình tĩnh bảo, ngươi thực sự đã quá xem nhẹ sức mạnh của sư phụ mình rồi đấy. Ngươi nghĩ cái tên tiểu ma vương đó có thể giữ được Diệp Cô Trần bằng cái tuyệt chiêu giác đó hay sao? Vương Phong vừa mới nói dứt câu thì lúc này trong cánh tay siêu to khủng lồ của đại ma huyền sát phát sáng. Một lúc sau thì đại ma huyền sát mới nhận ra, là có một ánh sáng kỳ lạ đang đâm xuyên qua cái nguồn sức mạnh của mình mà lao về phía này. Nhưng khi nhận ra thì đã quá trễ, cái thứ ánh sáng kỳ lạ đó đã chém vào tay của hắn và đẩy người của hắn ta rớt xuống mặt đất. Nhưng vì cái sức mạnh đó quá kinh khủng nên đại ma huyền sát phải dùng bàn tay của mình cào xuống đất để tránh việc bị văng đi xa. Khi này Diệp Cô Trần cũng đáp xuống mặt đất rồi từ từ đi về phía trước. Đại ma huyền sát bị đánh bay thì mới nghĩ, ở cái vùng núi hẻo lánh này sao lại có một vị vương hầu cảnh giới vậy chứ? lúc này hắn ta giơ cánh tay vừa dính cái thứ ánh sáng đó lên mà nhìn mà cái loại kiếm pháp này vừa nghĩ hắn ta vừa nhìn vào trong lòng bàn tay có một vết chém khá dài từ lòng bàn tay xuống gần khuỷu tay cái hỏa lực này thực sự quá là kinh khủng rồi